quá đã luôn, câu mà độc lạ mà đừng, con cá ba sa khủng luôn nè, quá phê cả nhà ơi. Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà trở lại với kênh YouTube Kèm Shopper. Chúc tất cả mọi người một ngày mới vui vẻ, cuộc sống an lành. Thì mình hiện tại giờ mình ở trên con sông Tiền, sông Cò Lãnh của tỉnh Đồng Tháp. Mình giăng câu trên con sông này thì mình chuyên săn bắt những loại cá thiên nhiên tươi sống như là cá ba sa, cá hú, cá dứa, cá sát, cá sủ, cá phèn, cá kết, cá ngát và nhiều loại đặc sản khác nữa đó cả nhà. Mà mình móc mọi đặc sản như là mọi độc lạ như thế này là cả nhà. Đây là mọi chuối sim chín nha. Chuối này mình móc là không có tẩm thuốc gì hết, là tự nhiên mình móc luôn, là cá ăn sẽ chất lượng và sẽ rất là ngon cả nhà. Rồi mình sẽ đi vào bờ sẵn sàng để bắt cá. Ôi ơi, sền cá chân này cả nhà ơi. Nè, cá dứa ủ nu ủ nần luôn nè, quá đã không. Cá dứa xanh mướt luôn. Nay mình câu mồi được lạ mà nay vô nè. Alo, là cá dứa. Đặc kia cá dứa. Đó, cá đã không? Mà hôm nay có hàng độc lạ nè cả nhà. Đó, câu mồi độc lạ cũng dính được hàng độc lạ luôn. Quá đã luôn. À, được anh ba sa. Quá đã luôn. Quá quậy. Ủa, anh ba sa này nó quậy lắm, mình khó bắt hơn cá hú. Cá hú nó quậy nhưng mà nó dễ bắt hơn. Còn ba sa này nó mạnh lắm. Nè. Đó, quậy hả? Tầng rồi. Cá ba sa này là mình câu ở sông Tiền, sông Cò Lãnh nha. Cá này là cá thiên nhiên luôn á, chứ không phải là cá nuôi. Đó. Khi mà đó, quậy quá quậy luôn rồi. Hôm nay mình câu được hàng à. Quả đã là cả nhà ơi. Ôi nó quậy quá. Một tay bà. Nó quậy nước. Một tay bắt, một tay quay khó quá. Đó. Yeah, nhà ơi, quá đã luôn, câu mà độc lạ mà đừng, con cá ba sa khủng luôn nè, quá phê cả nhà ơi, quá đã, cực kỳ đã luôn cả nhà, mà nắm cái đuôi đó nha, chứ nó quẩy mạnh lắm, cá khoảng mấy kilo, một cá sa ba, cá ba sa, cá dứa, cá đã không, bắt lên cho cả nhà cùng xem nha, đây bắt cái nay mình không có đem cái thao bự nữa, đem cái xô nhỏ nè, bắt cái xô nhỏ đi, kho, đó mà xa nó quậy, quá tiền, nay không có đem cái thao bự nữa, nè, đó, cá thiên nhiên tươi sống, nhảy phơi phới luôn, quá đã. Mình thường xuyên thì móc mồi chú sim với chú già cui, thì mình đổi tới đôi lôi gì á, nhiều khi móc mồi dế nữa, rồi móc mồi tép, gài cá tép gài nó không ăn luôn rồi, mình ngưng mua tép luôn rồi. À, đã rồi, cá từ sống rồi, nhảy xô xó luôn, đã lắm đó nha. Cá này mình sẽ đem lại giao cho chú quán nhậu, là ẩm thực quen sông quán hết luôn á. Mình săn bắt những loại cá thiên nhiên tươi sống như ba sa, cá hú nè, cá dứa nè là ở trong quán nhậu á, phái mua những loại cá này mà du khách gần xa cũng phái những loại cá này nữa. Này không có đem cái thao bự, đem cái xô nhỏ bỏ đây, nó chạy tới chạy lui hoài. Cá ngon lắm. Để mình bắt ra ngoài cho mấy con cá dứa bự bự cho cả nhà cùng xem coi nó ngon lắm. Để đây nè nha. Nè cả nhà ơi. Cá dứa nhảy mạnh xô xói luôn á. Cá dứa với mình nay văng cá sát sọc ít quá, tại quá. Rồi lúc thì mình câu nó trúng cá sát nhiều, lúc thì cá dứa nhiều. Đó. À, kỳ cá sát luôn.
quên, cá dứa nè, được có cá sát nè, này cá sát sọc nè, mà ít quá. Hôm nay là mình câu cá dứa nhiều luôn à. Mà sao cá sát ít xỉu nè, gạt kia là cá dứa nhiều lắm. Đó, cá này ngon đó nha. Cá này mà cá dứa mà đem đi nấu con chua hay là nướng hay là kho thì cũng ngon đó nha. Với mớ cá này này bà cá bà sa con vậy là cũng là ngon rồi cả nhà. Với là mình được con cá bà sa này nha. Đó. 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 Quá phê cả nhà. Ôi nó quậy. Ôi xém xíu là nó rớt cái sông luôn cả nhà. Chia sẻ cùng ngôi nhà mà nó rớt cái xuống sông cái là ôi nó tiếc hồi hồi luôn. Ôi quá đã. Rồi, miếng cá này toàn bộ số cá này mình sẽ đem giao cho chủ quán nhậu ẩm thực bên sân quán hết luôn loại cá luôn. Thì cái clip mình chia sẻ đến đây là kết thúc. Nếu có nhà cá yêu thích cái kênh mình chia sẻ về các loại cá thiên nhiên thì hãy ủng hộ cho mình một like và một lượt đăng ký. Xin chào cả nhà và hẹn gặp lại.